Từ nhiều ngày qua, các quán nhậu và bia hơi vỉa hè ở nhiều thành phố lớn, kể cả các đô thị tỉnh lẻ, vơi hẳn người uống. Lý do đơn giản là công an giao thông phạt dữ quá. Gần như không có chuyện gọi điện cho ai đó để nhờ can thiệp các trường hợp uống rượu bia mà lái xe như trước đây. Còn những ai có mặt ở quán mà uống bia rượu bình thường thì những người đó hoặc đi Grab, taxi hoặc xe ô tô có tài xế riêng mà anh tài ấy không tham gia vào cuộc nhậu hoặc chỉ uống nước lọc. Bộ Công an lẫn lãnh đạo các tỉnh đã có nhiều nhắc nhở, thậm chí ra hẳn văn bản là không có vùng cấm khi xử phạt các trường hợp uống rượu bia mà tham gia giao thông. Vì vậy, những ai có mặt tại các quán nhậu bây giờ, kể cả quan chức, không còn là chuyện ham vui như mọi khi nữa, mà phải rơi trong trường hợp bất khả kháng, buộc phải tiếp khách. Vì nhậu theo kiểu ham vui như trước đây, thì phải kèm một anh Grab hoặc anh taxi, vừa tốn tiền bia lại thêm tiền xe ôm rất phiền phức. Tốt nhất là nghỉ nhậu nhẹt, vừa khỏe người, đỡ tốn kém, lại không lo sợ phạt. Ở nhiều tỉnh, thành phố hiện nay, cảnh sát giao thông đứng ngay trước các quán nhậu, nên những anh nào nghĩ rằng sẽ đi đường tắt để tránh các điểm thổi nồng độ cồn là sai lầm. Lại cũng có những anh cố nán lại quán nhậu, đợi qua 12 giờ đêm sẽ rời quán, vì lúc đó cảnh sát giao thông sẽ về nghỉ. Đó cũng là cách suy đoán sai lầm và nhiều người đã phải trả giá đắt. Nhậu một bữa mà bị phạt 7 triệu, bị giam xe cả tuần, cả tháng với xe máy và trên 30 triệu với ô tô, giam luôn bằng lái thì chả dạy gì phải trả giá đắt như vậy cả. Có không ít nhà hàng, quán nhậu ta thán về việc làm gắt, làm quyết liệt của cảnh sát giao thông trong thời gian qua. Vì họ cho rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của nhà hàng. Giảm doanh thu từ việc làm quyết liệt của cảnh sát giao thông là có thật. Nhưng không vì chuyện thu nhập của các quán mà thả nổi chuyện nhậu nhẹt rồi lái xe, gây bao tai nạn thương tâm. Cả xã hội đang hoan nghênh và luôn ủng hộ việc làm này của lực lượng cảnh sát giao thông. Chỉ sợ rằng khi có đợt phát động thì làm quyết liệt, xong đâu lại vào đó như nhiều trường hợp đã từng xảy ra.